Xin chào cả nhà, hôm nay em lại giới thiệu với cả nhà một con máy chà nhám băng motor của Yodogawa Denki. Bây giờ em sẽ xoay một vòng cho cả nhà xem hình trạng của con máy này ha. Con máy này về em đã vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi, và là mình chỉ sử dụng thôi ha. Rồi khi mà cả nhà muốn bẻ đầu á thì cả nhà cứ mở hai con ốc này. Đó, mở hai con ốc này ra ha. Rồi bây giờ đầu tiên em sẽ đọc thông số cho cả nhà về con máy này xong rồi em sẽ bẻ đầu cho nó nằm xuống. Được rồi, thì đây là con máy chà nhám băng motor của Yodogawa Denki. Con này nó có model là IS-2N. Con này là hàng nội địa Nhật, sử dụng điện nguyên dinh là 3 pha 200V, có công suất là 600W, có vòng tua là 3600 RPM. Máy sử dụng bản nhám là 100 nhưng cho 915. Đây là bản nhám thông dụng ha. Thì tổng cân nặng của một con máy như thế này nó nặng là 27,2 kg. Được rồi, bây giờ em sẽ xoay cùm. Thì khi xoay cùm mà cả nhà sẽ mở hai ốc này ra. Em ơi, mở nhẹ sẵn rồi. Rồi cả nhà có thể muốn mài đứng thì mài đứng, muốn mài nằm thì cho nó nằm ha. Đó, muốn nằm thì cho nó nằm, đứng thì cả nhà bẻ lên. Đó, rồi khi cả nhà thao tác là nhớ siết chặt lại ha. Nhớ siết chặt cùm lại. Còn phần ở đây là cả nhà sẽ chỉnh nhám ra vào nha. Rồi giờ em đã đấu điện sẵn cho cả nhà rồi, thì bây giờ em sẽ mở máy cho cả nhà.
máy chạy cực kỳ mạnh như thế nha. Đó. Rồi thì sau khi giới thiệu test máy, hướng dẫn sử dụng, và em cũng xin đọc lại thông số một lần nữa cho cả nhà nhớ về thông số máy ha. Thì đây là con máy trà nhám băng motor của Yodogawa Denki. Con này là hàng nội địa, sử dụng điện nguyên dinh là 3 pha 200V, có công suất là 600W, có vòng tua là 3600 vòng trên phút. Máy sử dụng cỡ bản nhám là 100 nhưng cho 915, đây là bản nhám thông dụng. Và tổng cân nặng của một con máy này là 27,2 kg. Thì em bán cho nhà một con máy như thế này với giá là 7.200.000 đồng cộng với phí vận chuyển. Cả nhà có ai sử dụng đến con máy trà nhám băng motor này thì liên hệ em ạ. Em cảm ơn cả nhà đã xem qua video.